Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay tôi sẽ nói về cái lập trình UART các bạn ha. Tôi đưa cho các bạn một cái nhìn tổng quan nhất, một có nghĩa là một cái kỹ năng tốt nhất để lập trình về cái lập trình này các bạn ha. Nghĩa là tôi chia sẻ các bạn ha, để các bạn có thể giao tiếp UART thật là mềm dẻo, thật là tối ưu nhất. Đó, cái này là tổng hợp những cái bài kinh nghiệm của mình, cho nên là mình sẽ chia sẻ với các bạn ha. Thì các bạn tập trung và đón xem ha. Đó, thì nó sẽ gồm cho có hai ba bài gì đó, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn từ từ nha. Cái kỹ thuật này gọi là kỹ thuật URT, tại vì nó là một trong những cái phương thức giao tiếp rất là quan trọng ha. Thì các bạn hình dung không? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào gì không? URT là chúng ta sẽ giao tiếp theo kiểu nói chéo đúng không? Cái chân TX của con MCU1 nó sẽ nói vào cái chân RX của con MCU2. Tương tự là gì? Cái chân TX nó vào RX. Đúng không? Nói chéo nhau TX thì nó nói vào RX. Thì RX sẽ nói vào TX đúng không? Đó, giả sử như chúng ta có hai cái bo giao tiếp đúng không các bạn ha? Cái dấu cái gạch gạch này á. Cái này các bạn thấy không? Cái dấu cái gạch gạch này này, đó. Dù có thấy cái đường này bôi lại các bạn ha, ví dụ đường này này, đó, cái đường này ha. Có nghĩa là giao tiếp không dây ha, các mình có một cái bộ bên này, cái bộ không dây bên này đúng không? Đó. Nó sẽ giao tiếp với bộ không dây bên này, đúng chưa? Ví dụ như vậy các bạn ha. Thì nó sẽ thông nó sẽ giao tiếp với nhau là thông qua cái RF chẳng hạn đúng không? Thì có rất là nhiều module RF ha. Mình chỉ nói về RF tổng quát thôi. Thì cái bộ giao thức RF, cái bộ RF này nó giao tiếp với nhau qua RT. Thì cái chân TX của RF này nó sẽ nói vào chân RX của con MCU. Hả? MCU có thể là Uno, AM vân ha. Double riêng vân. Cái chân RX thì nó vào chân TX của MCU ha các bạn ha. Đó, ví dụ như vậy ha, tương tự RX TX đúng không đó. Thì nó sẽ truyền với nhau các bạn ha. Đó, ví dụ cụ thể hơn đây bạn thấy không? Ở đây là mình các bạn thấy đây là LoRa 1278 này. Đó, nó có cái anten đó đúng không? Đó, có anten, mình thấy anten thấy chưa? Đó. Thì giả sử ở đây là người ta truyền tín hiệu lúc nhắn qua đúng không bạn ha? Đó. Đúng giờ đó là đây là cái module LoRa 1278 các bạn ha. Thì cái đây cái hình LoRa các bạn thấy không? Cái con LoRa này có rất là nhiều chân ha. Nhưng mà chúng ta quan tâm đến chân gì TX, RX các bạn ha. Dương âm đúng không? Thì mình nói sao các bạn? Ví dụ ở đây là mình gì khởi tạo một cái chân qua là T 23 chẳng hạn đúng không? Ở đây là nếu số 2 mà nói vào TX chứng tỏ số 2 là chân gì các bạn? Số 2 sẽ là chân RX đúng không? Số 3 thì là chân TX đúng chưa? Đó, nó mới nói vào đúng không? Nó chéo nhau. TX nó mà RX, RX nó mà TX đúng chưa? Đó. Thì 5V, 5V tất nhiên phải 5V rồi, cấp nguồn vào luôn đúng không? Thì cái chân M1, M0 các bạn phải đọc datasheet để chúng ta dùng nó trong những tình huống nào các bạn ha. Đó. Đó, tương tự bên này là gì? Bên này RX là chân số 4 này, TX chân số 5 các bạn ha. Ví dụ như vậy thôi ha các bạn ha. Đó. Thì chúng ta sẽ khởi tạo một cái cổng UART mới. Đó, thì mình nói chéo với nhau như vậy thôi các bạn ha. Đó. Thì đây là ở đây trên thị trường nó có rất là nhiều module RF, giới thiệu thêm các bạn ha. Đây là cái module HC11 các bạn ha. HC11, HC12. Cái module đây là module Zigbee các bạn ha. Zigbee đây là CC2530. Đó, các bạn lưu ý các bạn ha. Đó. Thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm những cái này là những cái thằng này nó đều là giao tiếp UART thôi. Đó, ví dụ giả sử bây giờ hiện tại bây giờ là mình có nối kết nối phần cứng sẵn rồi, mình sẽ demo giao tiếp các bạn xem ha. Các bạn lưu ý ở đây là mình đang demo cho các bạn là gì? Mình có một con Mega, nó giao tiếp với một con Mega này, 2560 này. Nó giao tiếp với một con gì? Con là nó MCU ha, ASP8266 đúng không? Đó, chúng ta sẽ không dùng cái chân TX rồi mình định ha, tại vì nếu mà dùng hai cái chân này á thì nó sẽ không có nạp code được, nó công rút cắm lại vất vả ha. Thì ở đây nó có cái chân TX3 RX3 là mình dùng cái cổng này thấy chưa? Đó mà thấy không? Ở chân TX3 thì mình sẽ nối vào chân D1, thì D1 chứ tất nhiên là mình khai báo nó là chân gì? Chân RX, chân D2 mình sẽ khai báo nó là gì? Chân TX các bạn ha. Thì tất nhiên lưu ý là hai cái chân này chúng ta phải nối mắt chung các bạn ha, để cho nó hoạt động tốt các bạn ha. Đó. Rồi nào chúng ta bắt đầu code các bạn ha. À, tất nhiên chúng ta sẽ có hai sợi cáp. Sợi cáp này cáp máy tính đúng không? Và sợi cáp này cáp máy tính các bạn ha, hai cáp này đúng không? Để chúng ta nhìn hai cổng này chúng ta biết đúng chưa? Rồi bắt đầu chúng ta nạp, bắt đầu chúng ta đi vào cái gì các bạn ha? Chúng ta đi vào code đúng không? Đó. Bây giờ mình sẽ mở code lên các bạn xem nha. Đó. Để mình thu cái này xuống các bạn ha. Đó. Mình chỉ bấm đó, mình thu xuống các bạn xem đó, cái này đúng không? Bên ta có hai code đúng chưa? Đó. Ở đây con Mega ta com số mấy? Omega là com số mấy đây. Ok. Rồi để coi. Có một com số 4 à. Cứ cắm lại coi. Để mình cắm lại các bạn ha. Mình cắm lại cho nó có được hai cái com. Đó. Rồi mình sẽ có cái rồi các bạn ha. Đó, ví dụ bây đầu tiên mình sẽ code đúng không? Nghĩa là gì? Mình kém lại con Mega là cộng com số 4 đúng không? Mega là com số 4 này. Ok, 2560 đúng không? Mình chọn cộng com số 4. Đúng chưa nào?
con nó đem su là con COM số mấy, COM số 17 đúng không? Đó, ok. Ví dụ như vậy các bạn ha, là mình chọn nó đem su nha. Rồi bây giờ mình sẽ viết giao tiếp đúng không các bạn ha? Cái con riêng cái con Mega là nó để được có cái các bạn, cái con Mega lúc nãy chúng ta thấy nó có sẵn là chữ CR3 sẵn đúng không? Cho nên mình chỉ cần dùng thôi, CR3.begin. Mình cho nó là 115.200 các bạn ha. Tại vì bản thân con mình bên kia nó là node MCU cho nên nó cũng giao tiếp độ 115.200 đúng không? Đó. Thì bên này là mình khởi tạo một cái cổng WRT, bạn thấy chưa? Phải có thư viện này đúng không? Đó. Thì chúng ta mới khởi tạo được một cổng WRT nha. Tại mặc định trong cái con Mega là nó có sẵn rồi cho nên chúng ta không cần nữa, đúng chưa? Điều là đây là cái tốc, đây là chúng ta để cái này là hiển thị các bạn ha. Hai cái số 19.600 này với 115.200 này không liên quan gì nha. Đó, mình hiển thị thôi, mình để hai cái giống nha. Cái thông số này để hiển thị thôi các bạn nha. Đó, để thứ tự không quan trọng nha. Để hiển thị thôi, cho nó về 115.200 luôn nha, cho nó dễ. Khối nhầm 115.200. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ viết code nha các bạn nha. Ok, đó. Giả sử nha, bây giờ mình sẽ gửi một cái ký hiệu, mình sẽ gửi một cái tự gì đâu. Từ bên Mega sang Node MCU chẳng hạn nha. Thì mình làm dùng lệnh gì? Dùng lệnh gì? Serio3.1ring là n chẳng hạn, mình gửi một cái tự, mình gửi số gì? Thật sự mình gửi một cái tự nha, ví dụ mình gửi một cái tự gì đấy, cái số 1 chẳng hạn đúng không, gửi cái tự A đi các bạn, hãy dễ hình dung nha. A sang bên này đúng không, đúng không, mình đạp code cho con này, ok, đúng chưa? Bây giờ muốn bên này nhận được đúng không, thì mình làm gì? If gì nếu gì my serio.available đúng không? Đó ok, mình chọn cái bo gì, mình chọn bo Mega, mình chưa chọn Mega là chọn Mega nó mới hiểu các bạn, ok. Tại Mega nó mới có đúng không, nạp rồi nha. Thì sao nếu mà phải là bồ đúng chưa các bạn ha, nghĩa là có nghĩa là có nghĩa là gì, cho lớn không đúng không, có nhận dữ liệu đúng chưa, thì làm sao ta khai báo một biến tra C nó sẽ bằng là gì, my serio equal lên nha, cái đây là gì, cái này phía dài đúng không, my serio chấm brick đúng không, đặt một cái từ đúng chưa. Đó bây giờ ta là gì, serio.print ln in với tỷ c đúng không, đó nên nạp vào nó em sâu nha, nạp vào chúng ta chờ các bạn ha, quên Omega là cộng con số 4 các bạn, ok nhầm, nó em sâu là cộng con số 17 các bạn, sorry các bạn nha. Nếu muốn được dài các bạn phải mở hai cái này liên tục, các bạn phải mở đồng thời nha, chứ nếu mà các bạn phải mở hai lần, nếu các bạn mở một lần nó sẽ không ra là không cơm đâu. Đó, phải mở hai lần, bấm Windows và cộng với dấu bên tay trái nó sẽ ra đều cái màn hình này nha. Đỡ lót lên các bạn ha, đỡ nó đang lót lên nha các bạn ha. Chia đều cái màn hình này, Windows cộng với dấu bên trái nó sẽ ra cái màn hình đều đúng không, đó. Ok đúng chưa? Bên này nó đem sâu là công số mấy? Nó đem sâu là công số mấy đây? Công số 4, 17 nha. Đó. Mega là công số mấy? Công số 4 đúng không? Nạp code vào đúng không? Mega nạp rồi nè. Đó. Và chúng ta đợi nó đem sâu nạp nha. Cái chữ LN nó sẽ xuống hàng nha các bạn ha. Đó. Người ta nhìn cái kết quả nhận được các bạn đợi. Cái này là các bạn phải đợi thôi. Đợi cho nó làm gì? Nó nạp vào. Tại nó đem sâu nạp thì hơi lâu. Và chúng ta phải đợi. Chúng ta cứ nhận đợi các bạn ha. Ở đây chúng ta đã gửi một cái tự A qua bên này đúng không? Đó. Mình trở bên này cho nó nhanh thôi, nhầm để nó khỏi đỡ lộn mà. Đó. Mình để nó nhỏ nhầm đi. Con Mega bên này đi. Mega nó em sâu về đó cho nó dễ nhầm ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ mở con nó em sâu lên để nó nhận được chưa nha. Mà thấy không? Nó không chạy được đúng không? Đó thì làm sao? Các bạn đi cho đi để cho nó delay 50 thứ các bạn ha. Cứ 50 mili giây nó gửi một lần, tại gửi nhanh quá nhiều khi nó em sâu nó không nhận được nha. Thử cái này xem sao. Đó. Một bạn click vào time start này các bạn xem cái dữ liệu của nó qua không dơ nha. Đó.
Đó nó vẫn không nhận được các bạn ha. Đó từ 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 nha. Sẽ bây giờ chúng ta cho nó 100 mili thứ nhận được không nha. Một ngàn thử các bạn ha. Đó, thử một ngàn nhận được không nha. Chúng ta phải đi bớt từ từ để chúng ta phải hình dung được nha các bạn ha. Đó bây giờ mình đi lên một ngàn thử nhận không. Tại vì cái sự việc mà chúng ta gửi một cái ký tự qua mà đi lên một ngàn là vô lý các bạn ha. Bây giờ mình bỏ cho bé hay không mà thử đi ha, thử nó lên không nha. Cần nạp có nó đem sâu thì hơi lâu, chúng ta phải kiên nhẫn các bạn. Chúng các bạn bỏ chữ bé hay không, lớn hay không nha. Giờ mình cho lại nó 100 thứ, 10 50 thứ nhận nha các bạn ha. Giờ ta bỏ thôi, chúng ta bỏ này thôi. Chê chúng ta chê thứ 5 chê hết đi, thử không bị lay thứ nó nhận được không nha. À không bị lay thứ là bên này nó nhận được không? Mà thấy không? Các bạn thấy không bị lay, nó không bị lay, nó có nhận được nhưng mà nó vẫn bị lỗi, mà thấy không? Nó có những thời điểm nó ra cái dấu hỏi, mà thấy không? Có những thời điểm nó ra cái dấu hỏi, mà thấy chưa? Có những thời điểm nó ra cái dấu hỏi ha các bạn ha. Đúng không? Cho nên chúng ta phải cho delay nó, cho nó delay không có. Chúng ta cho này delay không bao nhiêu, khoảng 10 thứ đi các bạn, 10 thứ nha. Đó mà thì khi mà một khi delay 10 nó chạy rất là trơn tru mượt mà, đúng chưa các bạn ha. Đó là chúng ta đang gửi một ký tự đúng không. Đó thì bây giờ mình gửi số 1 thứ sao. Đó mình gửi số 1 thứ sao, trong cái dấu giấy đơn này là một ký tự nha các bạn. Đó cũng rất là mượt mà, đúng chưa, đúng không? Bây giờ chúng ta làm gì? Thật sự bây giờ chúng ta gửi giấy tờ nha, mình gọi một biến in đi. In tê của mình nó sẽ bằng là gì? Wow, random coi. Từ 0 đến 9 chứ bạn ha. Đã 0 đến 9 nè, để nó một cái chữ số đúng không? Mình gửi giấy tê thử đi, bên này nó nhận được không nha các bạn ha. Đó. Nạp code này thử nha. Nhấn phải cái này các bạn ha. Đây là random được không đến chính các bạn ha, ngẫu nhiên nó thử mua qua này thì nó nhận được không nha các bạn ha. Đó mình thấy không, rất là ok, rất là tốt các bạn ha, nhận rất là tốt ha. Vậy chúng ta lưu ý là gì, chúng ta phải delay cho nó bao nhiêu, phải delay cho nó là còn là gì, cái việc mà truyền một cái tự delay là 10 là rất là ok nha, 10 mili giây rất là ngắn, ok thôi. 1 phần 1000 nó là 10 phần 1000 của giây đúng không, ok. 1000 mili giây chính là bằng 1 giây. Cái việc mà bạn thấy là việc một nhận một cái tự rất là ok rồi. Tiếp tục ha, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nhận một chuỗi chẳng hạn đúng không, chúng ta muốn nhận cái giá trị từ bao nhiêu, từ ở nhận cái chuỗi từ bao nhiêu các bạn ha, từ 1 đến bao nhiêu, từ 1 đến 100 chẳng hạn đúng không. Đó gửi qua đúng không, bên này nó không nhận được tại vì bên này là nó là kiểu tra, nó chỉ đọc được ký tự thôi, nó không thể nào ra số 100 được các bạn hình dung không. Sẽ bây giờ mình dùng cái lệnh này đúng không, anh dùng cái lệnh này, anh bỏ cái chữ LN đi ha các bạn ha. Bỏ chữ LN đây là cái ký tự nó sẽ đi theo hàng ngang đúng không các bạn. LN là xuống hàng, có LN là xuống hàng đúng chưa. Đó chúng ta phải bỏ nó bị để anh xóa nó thôi. Chúng ta đợi nó nạp các bạn ha. Cái clip này chắc mất lâu quá, anh sẽ chia clip này ra thành nhiều phần các bạn ha. Mình thấy không, đó nó ra được hai chỉ số rồi các bạn ha. Đó có nghĩa nó vẫn là ký tự nhưng mà anh không có xuống hàng các bạn ha, cho nên các bạn thấy như vậy đúng không. Đó thì bây giờ chúng ta muốn nhận được ký tự chúng ta phải làm gì, chúng ta phải cắm một chuỗi đúng chưa. Mình bây giờ mình vẫn LN đi các bạn ha, mình vẫn để LN đi để làm gì, để cho các bạn thấy là gì các bạn ha, thấy được cái giá trị nó nhận được một chuỗi đúng không. Chúng ta phải cắm một chuỗi mới là gì, string s đúng chưa. Đó bằng rỗng nha các bạn ha, Ctrl T nó sẽ thắng hàng các bạn ha. Thì chúng ta làm gì, chúng ta làm gì, S này S cộng bằng C này các bạn ha. Đó
Ctrl T các bạn ha. Có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ cộng dồn cái gì? Chúng ta sẽ cộng dồn cái chuỗi gì? Cộng dồn cái chuỗi gì? Cộng dồn cái chuỗi C vào, cộng dồn cái tự C vào S đúng không? Bây giờ chúng ta in cái chữ S ra coi nha. Đó. Để chúng ta tiến hành in cái chuỗi S này ra thử là nó đạt cái giá trị ra. Bây giờ để đảm bảo là hai chỉ số nha các bạn ha. Thì bây giờ anh cho cái số này số cố định, để cho cái số này nó chạy từ bao nhiêu các bạn ha? Từ 100 đi. Đó, đến 1000 đi các bạn ha. Đó. Đến 1000 đi nha. Vậy đi. Để nó có trong vòng nó, để nó có nó chạy trong cái gì các bạn ha. Để nó chạy trong cái vòng 2 đến 3 chỉ số để các bạn thấy là nó là một cái chuỗi nha. Đó. À, chúng ta sẽ xem nha các bạn ha. À, chúng ta sẽ xem cái kết quả nó chạy như thế nào. À, đó. Bằng thay nó chạy nó bị nó chạy các bạn ha, nó ra nhưng mà nó bị như thế này đúng không? Đó, nó bị sao? Nó tại vì nó chưa có xuống hàng các bạn ha. Nó vẫn ra cái tự này nhưng nó bị sao các bạn ha? Là nó chưa có biết đâu là kết thúc của chuỗi đúng không? Đó, chúng ta phải kiểm tra kết thúc chuỗi bằng cách nào? Tiếp cái tự C, mà nếu như cái tự C các bạn nhận được là gì? Đó. Nếu sẹt N xuống hàng đúng chưa? Đó thì các bạn làm gì? Nếu khi mà chúng ta nhận được cái tự xuống hàng đúng không? Thì chúng ta mới in cái chuỗi S ra đúng chưa? Nghĩa là chúng ta mới xúc cái giá trị S ra. À, đó là gì? Có nghĩa là gì? Chỗ đó nghĩa là gì các bạn ha? Ở trong cái chỗ này này in nghĩa là gì? Đây chỗ đó là gì? Xúc data này đúng không? Đó. Xúc data xong là gì các bạn ha? Xong là gì nữa? Reset gì? À, reset cái gì chuỗi đúng không? Reset chuỗi đúng chưa? Đó. À, nó reset chuỗi là gì chứ? Bây giờ trước hết chúng ta giả sử bây giờ chúng ta không có reset cái chuỗi thứ nó như thế nào nha các bạn. Ok. Từ từ ha. Tạm thời là chưa reset chủ nha, chúng ta xúc cái data ra thôi, nó ổn định lại nha. Từ từ là mình sẽ làm cho các bạn hình dung được nha các bạn. Đó, lúc nãy tại vì anh đang lỡ cái mạch anh thôi, cho nếu đúng ra là phải làm hai cái bo Uno nè, hai cái bo Aruno nạp cho nó nhanh, còn cái bo nó em sâu nạp lâu quá. Đó, thì bây giờ ta in ra các bạn thấy không? Có nghĩa là các bạn đã, nó đã như lúc trước rồi, nhưng mà nó có cải thiện đúng không? Mà nó vẫn lấn cái chuỗi ra các bạn thấy không? Nó vẫn lấn cái chuỗi ra dài ra đúng không chưa? Đó, thì cái bài giờ các bạn phải làm sao? Chúng ta reset chuỗi thứ nha. Đó. Reset là gì? Chúng ta cho cái chuỗi S nó vào bằng gì? Bằng không trống đúng không? Đó. Tin cái quả ra coi mà thấy không? Đó, các bạn bây giờ rất là đẹp, thấy bạn thấy chưa? Thính thố nó lại bị, tại vì thính thố nó lại bị các bạn ha, nó bị chút chút, đúng không? Tại vì các bạn đang gửi, các bạn gửi cái chuỗi đi qua mà các bạn delay cả 10 ms là quá hết các bạn ha. Bây giờ ta cho tăng điểm lên, mà delay lên khoảng 50 thôi ha. 50 thứ nên là nó có lòi lại được những cái chuỗi dài này không? Đợi nha. Thứ 50 thì nó có lòi được những chuỗi dài ra các bạn thấy không? Đó. Hầu như là không có các bạn ha. Đó. 50 thì lên 50 nó không có lòi những cái chuỗi dài. Giả sử bây giờ anh cho cái số lớn hơn, cho nó khoảng từ bao nhiêu 100 đến cho nó 10.000 thôi, chuỗi lớn thôi. Thứ chuỗi như thế này nó có bị sao không nha, cái chuỗi dài có bao nhiêu 5 cái tự thứ nha, 6 cái tự, 50 tự thứ nó ra như thế nào nha. Rất là ngọt ngào các bạn ha, chưa ngọt ngào được, cái giá trị thay đổi đúng không? Đó. À, nó có nghĩa là thính thoáng lại bị mất dữ liệu, thính thoáng nó lại bị xáo trộn dữ liệu mà thấy không? Đó. Tại vì sao các bạn biết không? Đó, tại vì cái delay quá ngắn các bạn ha. Bây giờ chúng ta cho bên này delay coi. Cho tăng delay lên 100 xem sao nha. Đó. Anh đang giải nhắc các bạn từ từ hết cỡ đó nha các bạn. Đó, các bạn lưu ý nhìn thấy 100 thử xem sao. Để chúng ta lấy kết quả tốt nhất nha các bạn ha. Đó. Mà thấy một khi delay 100 thì nó rất là mượt mà các bạn thấy chưa? Đó. Đúng như nào? Đó là anh đang đưa random để anh đưa ra một cái trị đúng không? Bây giờ anh cho nó lên khoảng số gì số nha, 7 gì số đi. Thử nó có ra mượt mà như vậy không nha. Đó. Tại vì 7 chỉ số là over rồi các bạn biết không, tại vì cái kiểu in nó đâu có, cái kiểu in nó đâu có tới các bạn ha. Cái bài gì size long đây ha, cái kiểu in làm gì tới cái giá trị này đúng không? Ok, chọn size long nó ra cái giá trị này các bạn ha.
Đó bạn thấy chưa? Cái chuỗi nó truyền qua rất là đẹp. Đó bạn thấy chưa? Rất là đẹp, rất là mượt mà đúng không? Đó bạn thấy chưa? Qua đây các bạn có thể rút ra là gì? Chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm gì các bạn? Ta phải delay một cái khoảng thích hợp ha. Đó delay ra là 100 mA là ok ha. Đúng không? Thì các bạn có thể giảm delay xuống thử sao các bạn ha. Mình cho nó xuống khoảng ta cho 80 coi, 70 thử đi. Thử nó ra như thế nào nha. Ok, 70 thử đi. cũng rất là đẹp các bạn ha. Đó. Rất là đẹp. 70 thì lâu lâu nó lại bị dính một cái, bạn lâu lâu nó lại bị dính một cái. Bạn để ý coi, lâu lâu nó sẽ bị dính một cái là mất dữ liệu. Đó. Lâu nó cái một cái dài quá quá chuỗi các bạn ha. Hiện tại chưa có nhưng mà lâu lâu sẽ bị một cái này, mới lúc này nó bị nên coi lại coi nha. Đó. Nó bị lỗi thấy không? Đó, nó bị lỗi có dấu hỏi đó các bạn thấy chưa? Rồi chúng ta cho nó khoảng 100 được rồi các bạn. 100 là ổn rồi ha. Ok. Đúng chưa? Rất là ổn ha. Giả sử bây giờ chúng ta viết bên này đúng không? Bây giờ ta làm gì? Bây giờ chúng ta nhập bên này thôi. Nếu gì? Nếu serial 3 chấm gì available đúng không? Đó. Có kết nối đúng URT đúng chưa? Làm sao? Có dữ liệu có nghĩa là có dữ liệu đó nó nhảy vào hầm các cái dùng đúng không? Nó có dữ liệu URT đến làm sao? CAC đúng không? Nó sẽ bằng là gì? Serial 3 chấm RIC đúng chưa? Đập cái chuỗi này vào đúng chưa? Khai báo một cái chuỗi string S đúng chưa? Đó. String S bằng rỗng nha các bạn ha. Đó. S cộng bằng ra là ghép chuỗi này nha. Ctrl T in chuỗi ra đúng chưa? In chuỗi này ra. If if gì? If sen xuống hàng đúng chưa? Giống y như kia thôi, không có gì cả. Đó, nó xuống hàng đúng chưa? Thì làm sao? Thì cũng xuất ra đúng không? Serial chấm gì? Bring in cái chuỗi S ra đúng không? LN đâu in cái chuỗi S ra đúng chưa? Đồng thời reset nó đúng không? Reset chuỗi gì? S bằng gì? Rộng đúng chưa? Đó. Đúng chưa? Thì chúng ta phải gửi bên này qua đúng không? Nạp lại bên này phải gửi qua đúng chưa? Bên này phải gửi qua đúng chưa? Đó. Đây là envelope đi các bạn ha, envelope đi ha. Ok, cái này có nhầm. Ok. Envelope. Nó có nhầm nha. Ok đúng không? Chúng ta phải in một cái chuỗi ra đúng chưa các bạn ha? Ta phải gửi một cái chuỗi qua đúng chưa? Đó, thì gửi chuỗi ra đúng không? Đó. Chuỗi gì đây? Cũng là serial gì? My serial đúng chưa? Đó. Cái này delay bao nhiêu? Cái này delay bao nhiêu các bạn? Cái này cũng delay bao nhiêu? Delay 100 đúng chưa? Ok. Delay 100 đúng chưa? Đó, ok. Cái này cũng delay 100 đúng chưa? Đó các bạn ha, nó đâm từ bao nhiêu? Chúng ta cũng copy cái này luôn nha. Đó. Ok. Ctrl T nha các bạn. Chúng ta gửi giá trị T qua luôn nha. Thử nó như thế nào nha. Nạp code và chờ đợi. Kết quả xảy ra. Rồi ha, nhìn bên này, đây là bên này cộng com 4 là cộng com của con Mega nè. Đúng chưa? Cộng com số này là 17 là cộng com của con Note Damsu nè, các bạn thấy chưa? Cái con bạn thấy không? Bên Mega nó nhận được cái bên này thì bên này bên Note Damsu nó bị sao đây? À bạn thấy không? Note Damsu nó bị bạn thấy không? Đó. Mà nhìn lại coi đó thấy không, mà thấy không, đó nghĩa là bên nó con bên nó em su kia nó không nhận được kìa các bạn ha. Đó mà thấy không, nó nhận được nhưng mà cái chuỗi nó bị các bạn thấy không, cái chuỗi nó bị rối mà thấy không, nó bị dính như vậy rồi làm sao được đúng như nào đúng không? Đó các bạn hình dung không? Đó thì bây giờ chúng ta phải xử lý đúng không bạn ha, chúng ta phải xử lý đúng không? Bây giờ chúng ta làm gì đó, các bạn làm gì? Các bạn làm gì các bạn ha? Nó bị như thế này các bạn ha, nó bị như thế này. Đó, mình thay lưu ý là nhìn lại coi, đó. Có nghĩa là nó đã nhận được rồi nhưng mà cái dữ liệu của chuỗi nó mình không, nó không được như cái điều mà nó muốn đâu bạn ha. Sao được đúng không?
Dùng để giải quyết cái vấn đề này chúng ta lại vì sao các bạn biết không? Tại vì nó sẽ bị gì, nó bị ngứa liên tục, nó sẽ bị chồng chéo nhau các bạn ha. Để giải quyết bài toán này chúng ta dùng là chúng ta dùng cái này các bạn ha, phải bắt là gì, in size size long thuê 1 bằng 0 nha, phải thuê 2 bằng 0. Ok, để ra khi nào dùng dùng ha. Bên này cũng vậy ha, ta dùng nếu gì ha, nếu gì, nếu dùng cái hàm mili giây này, nếu gì, nếu mili giây đúng không, nó trừ t1 này, cứ 1 giây lớn 1.000, 1.000 là 1 giây đúng chưa, đúng chưa? Thì làm sao, thì chúng ta sẽ đúng không, thì chúng ta làm gì đây đó, thì chúng ta sẽ gửi cái giá trị này qua đúng không, gửi cái giá trị này đi đúng không, đẩy cái giá trị này đi qua bên nó em xu, và đồng thời khi gắn cái thời gian hiện tại đúng không, đó làm cái thời gian tham chiếu này đúng chưa, đó để lần sau nó dùng các bạn ha. Đó có nghĩa cái chỗ này hôm nay là gì, có nghĩa đi hôm nay là lấy thời gian hiện tại gắn vào đây đúng không, để lần sau đúng một, nó tính từ lần sau đúng không, vậy thôi, hiểu sơ vậy thôi các bạn ha. Tương tự quanh này cũng vậy thôi đúng không, đó thì quanh này chúng ta làm vậy, nhưng mà chúng ta khác là gì đấy, chữ là gì, chữ mai thôi đúng không, mai. Ok, ví dụ thứ nha, cũng là 1 giây đúng không, chúng ta sẽ nạp code và trải nghiệm thử các bạn ha. Đó có nghĩa là chúng ta sẽ làm cứ 1 giây chúng ta mới gửi một lần, chứ chúng ta không gửi liên tục các bạn ha. Cái đây là chúng ta cách viết của chương trình, cái cách mà chúng ta viết chương trình theo dùng hàm media, dùng cái thời gian thực nó đang chạy trên cái bo đó các bạn ha. Đó là để chúng ta phải nạp vào và chúng ta trải nghiệm kết quả đấy các bạn ha. Cái này là phải nhìn kết quả để nói thôi các bạn ha, chứ chúng ta không có thể nào mà bây giờ ta mở lên nha, bên này coi các bạn thấy chưa, dữ liệu nhận rất đẹp, rất đẹp, thấy chưa các bạn thấy chưa, đó hơn nhau là ở chỗ đó các bạn thấy chưa, hai bên dữ liệu đều nhận rất là ok ha các bạn ha. Cứ có nghĩa là gì, cứ 1 giây bạn gửi một lần là nó ok. Chúng ta đang viết cái chương trình không bị like, các bạn thấy hai bên đều nhận dữ liệu rất là ok, thấy chưa đó các bạn ha. Đây là mình anh đang random cho các bạn là gì, cái trường hợp là dữ liệu nó đang di chuyển tục ha, cái chiều dài của cái độ dày, độ rộng của dữ liệu nó không giống nhau. Đó nó sẽ thay đổi trong vòng là gì? Từ 1 đến 7 dữ số bạn thấy không? Rất là mượt mà, rất là ok đúng không? Đó. Thì cái thời gian gửi này tùy các bạn thôi các bạn ha. Thậm chí là chúng ta giảm nó xuống 100 ms thôi các bạn ha. Nên nạp vào các bạn ha. Chúng ta bỏ cái delay lỡ nó dính delay này các bạn ha. Dính này đi, bỏ này đi, phải nạp lại, dính này bỏ này phải nạp lại rồi các bạn ha. Nạp lại các bạn, rồi ta xem 100 ms sao. Đó nó vẫn rất là ok các bạn ha, nó vẫn rất là ok nha, không có gì vấn đề gì hết đúng không. Đó các bạn nghĩ là các bạn đã truyền hai chiều đó đúng không. Đó đó bây giờ chúng ta sẽ cho nó nâng cao lên một tí các bạn ha, cho nó nâng cao lên đúng chưa, đúng không. Bây giờ chúng ta sẽ là gì, chúng ta sẽ nâng cao lên đúng các bạn ha. Đó nghĩa là chúng ta bây giờ chúng ta mới xử lý cái bài toán là gì các bạn ha, khi nào có sự thay đổi dữ liệu chúng ta mới gửi. Các bạn thấy không, giả sử như bây giờ đúng không, bạn thấy nó chạy liên tục đúng không, đó chạy liên tục như thế này đúng không. Đó thì thực sự là gì, thực tế là cũng chẳng có thế nào mà họ làm như thế này các bạn, nếu mà trong chương trình chúng ta nó còn có những sự kiện khác nữa các bạn ha. Thì bây giờ chúng ta mới xử lý nó trong trường hợp là gì, khi nào có dữ liệu thay đổi mới, dữ liệu thay đổi nó mới chạy đúng chưa. Thì bây giờ anh sẽ làm gì các bạn ha, đó bây giờ anh sẽ làm gì, bây giờ là anh sẽ
đấy, cái dữ liệu nó thay đổi cái form nó đúng không? Bây giờ sửa nó nha. Bây giờ đây đúng không? Bây giờ chúng ta chia đây đi ha. Ok, chia cái thông số đi ha. Có nghĩa là gì? Bây giờ giả sử đúng không? Có nghĩa là bây giờ giả sử bây giờ chúng ta để cái này gửi qua đi. Ok. Tại vì đang có chay cho nên là nó sẽ cũng hơi khó. Ok rồi, thôi kệ nó. Rồi nha. Giả sử bây giờ từ từ nha, giả sử bây giờ anh gửi một cái chuỗi hạn nào. Giả sử bây giờ anh gửi một cái chuỗi nha, bây giờ mình tách chuỗi các bạn ha. Chỉ các bạn tách chuỗi đúng không? Chưa chỉ các bạn tách chuỗi đúng không? Tách chuỗi đây nha các bạn ha. Ok. Giả sử như bây giờ mình gửi cái giá trị này ra, bây giờ mình dùng cái số cố định nha các bạn ha. Ví dụ cái giá trị T của mình này nè. T của mình bây giờ nó bằng bao nhiêu các bạn? Ha. Thì T của mình giờ nó bằng là số cố định nha các bạn ha. Nó là nhiêu đây? 1 2 3 4 ví dụ như vậy thì các bạn ha. Đó, 1 3 2 4 cũng cần anh sai lo nữa mà anh khai báo anh sai lo nữa cho anh dùng luôn các bạn ha. Ví dụ chúng ta có số 1 2 3 4 5 đi ha. Đó, bây giờ chúng ta tách cái chuỗi 1 2 3 4 5 ra nha các bạn ha. Thì bây giờ chúng ta phải khai báo một cái biến đúng không? Anh sai lon, anh sai lon data chẳng hạn đúng không? Đó. Cho data mình không đúng chưa? Bây giờ chúng ta làm gì? Khi mà chúng ta in cái chuỗi ra đúng không? Chúng ta bây giờ chúng ta ra đúng không? Đó, bây giờ chúng ta làm đây đây ha, đúng không? Chúng ta bây giờ data chúng ta đúng không? Có nghĩa là sau khi mà chúng ta gặp cái ký tự xuống hàng, có nghĩa là chúng ta kết thúc cái chuỗi rồi đó, thì chúng ta mới chuyển cái chuỗi này thành gì? Cái số à. Chúng ta dùng cái hàm to in này để chúng ta chuyển cái số cái chuỗi. Chúng ta dùng cái hàm to in này để chúng ta chuyển cái chuỗi thành cái số đúng chưa? Bây giờ chúng ta in cái data này ra các bạn ha. Đó. Ở chúng ta để vào trong này để làm gì các bạn đúng không? Cái data này ra để nó khỏi cho cái data nó khỏi chạy thôi chứ không có gì nghĩa hết đúng không? Ok ha. Bây giờ chúng ta đi mà chạy số này vẫn bình thường nha, tôi nạp code thứ ha. Ok. Thì bên nhiên bên này là bây giờ là cái số T chúng ta là lúc nãy là chúng ta dùng random. Còn bây giờ là chúng ta đã dùng một cái số cố định rồi thì tất nhiên nó phải là 1 2 3 4 5 liên tục rồi, không có gì phải bàn cãi đúng không? Ok. Tại vì số này không có gì bàn cãi, ok ha. Đó. Các bạn lưu ý các bạn thấy không? Các bạn hình dung không? Đó. Cái data này các bạn thỉnh thoảng nó vẫn bị mất dữ liệu, các bạn thỉnh thoảng cái dữ liệu nó vẫn có một cái sự cố gì đó đúng không các bạn ha? Nếu như mà ở trong cái trạng thái xử lý chúng ta nó sẽ làm gì các bạn? Nó sẽ làm cho cái sự việc trở nên phức tạp các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Mặc dù mình gửi bên này là 1 2 3 4 5 nhưng bên này tự nhiên đâu đâu nó ra số 3 trước này đúng không? Chúng ta phải kiểm tra chắc chắn cái giá trị cái chuỗi chúng ta nhận được đúng cái quy chuẩn của mình đúng không? Đó. Thì mình mới hiển thị lên đúng không? Bắt buộc làm gì chúng ta thêm một cái biến data gì ha. Đúng chưa ha? Mình biết bên tại vì bây giờ mình quy định cái chuẩn bên này là 1 2 3 4 5 đúng không? Mình ta biết cái chuỗi bên này nó có cái quy tắc như vậy đúng không? Thì chúng ta phải xử lý bên này, đúng chưa? Chúng ta kiểm tra là gì nếu gì? Nếu gì ha? Nếu gì đây các bạn? Nếu S chấm gì? Tu. Nghĩa là cái nếu cái chuỗi chúng ta nhận được này, đúng không? Chuyển được cái số nguyên. Ta đem cái chuỗi này ta chia cho mấy? Ta chia cho bao nhiêu đây các bạn ha? 10.000 đi, hai năm chữ số đúng không? 1 và 4 chữ số sau đúng không? 1 2 3 4 5 đúng không? Sao? Mà nó bằng 1 các bạn ha. Đây là chia lấy phần gì các bạn? Đây là chúng ta chia lấy phần gì? Chia lấy phần nguyên. Ok. Thì nếu nó đúng cái chuỗi này thì chúng ta mới in cái data ra đúng không? Ok. Có nghĩa là cái chuỗi này phải bắt đầu chúng ta chỉ cần kiểm tra các tiếp lần nữa là số 1 thôi đúng không? Đó chỉ là phần nguyên các bạn thấy không? Thôi bây giờ lúc nào nó cũng là một, tại vì đúng không bạn? Tại vì chúng ta phải đã kiểm tra là gì, khi nào đúng mà chúng ta mới cho nó hiển thị thôi, còn sai thì thôi không làm gì cả. Sai thì chúng ta đâu có gắn vào đúng chưa? Đúng chưa? Đó, các bạn thấy, các bạn lưu ý trong này đúng không? Ở trong này các bạn thấy là cái chuỗi dữ liệu nó nhảy liên tục, chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là nó đang nhảy vào cái hàm gì, cái hàm receiver của thằng gì, ULT liên tục đúng không? Nhưng như thế này nó sẽ làm cho cái tốc độ của cái chip chúng ta nó sẽ bị gì các bạn ha, nó sẽ bị giảm xuống, và đồng thời là vì nó sẽ bị tốn năng lượng ha. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải xử lý cho nó đến khi nào có cái sự tác động mà chúng ta mới dùng, còn không có sự thay đổi dữ liệu chúng ta không có dùng thì chúng ta làm sao? Bây giờ chúng ta khai báo một cái đơn biến data nữa, gọi là gì? Data S mình không luôn ha. Cái tên này là sao cũng được, giá liên quan nha. Chúng ta kiểm tra là gì đúng không? Sau khi chúng ta là chắc chắn đúng cái cấu trúc dữ liệu là số 1 đúng không? Đúng cái form mà chúng ta quy định sẵn bên này là phải bắt đầu bằng cái tiếp lần nữa số 1 thì chúng ta mới cho nó là gắn nó dữ liệu nó vào đúng không? Chúng ta tiếp tục kiểm tra, nếu nếu cái data S này nó khác cái data 1 đúng chưa? Nó khác cái gì các bạn? Nó khác cái data 1 đúng chưa? Nó khác cái data gì đúng không? Thì làm sao? Control T.
khi nào mà cái data này, nghĩa là khi nào mà cái data S này, đúng không, đúng chưa, cái data S này nó khác cái data nhận được thì nó mới cập nhật giá trị vào, đúng không các bạn ha. Chúng ta đưa vào đây đúng không, ok, chúng ta thì nó mới in giá trị data S ra, đúng không các bạn ha, nó phải in giá trị ra, nó in cái giá trị data S ra đúng không, trước khi in nó phải gán là nó gán cái data S nó sẽ bằng data, đúng chưa. Đó có nghĩa là gì, có nghĩa đầu tiên cái data bằng không đúng không, thì nó gửi số 1 2 3 4 5 qua, nó kiểm tra đúng không, số không tất nhiên là nó phải khác số 1 2 3 4 5 rồi, nó sẽ đem cái số 1 2 3 4 5 nó gán vào cái data này, đúng chưa, đúng như nào, đúng không. Đó đó, bây giờ chúng ta sẽ xem đúng không, bây giờ các bạn chỉ nhìn thấy cái sự kiện nhận cái data S một lần, tại vì cái số này là 1 2 3 4 5 là cái số không thay đổi đúng không, và mới lên thì bạn thấy là gì, nó chỉ có 1 2 3 4 5 một lần thôi, duy nhất thôi đúng không, tại vì cái data nó đọc có sự thay đổi đúng không. Đó thì bây giờ mình sửa lại cái này, 1 2 3 4 5 chẳng hạn, mình nạp code lại thôi, khi mình nạp code lại các bạn ha thì nó sẽ nhảy thêm một lần nữa, ok vậy thôi. Đó có nghĩa là đây là cái lệnh là gì, khi nào có sự thay đổi dữ liệu thì chúng ta mới làm gì, mới có cái sự kiện gửi, chứ bình thường chúng ta không gửi đúng không ạ ha. Đó thì ứng dụng thực tế vào những cái cảm biến của chúng ta, khi mà cái gì thì không thể nào chúng ta gửi liên tục được, chứ sử như mà dụng sau này chúng ta dùng modem sim hay gì cái đó mà chúng ta gửi liên tục nó sẽ làm ảnh hưởng nhiều, nghĩa là khi nào có cái sự kiện gì đó chúng ta mới gửi. Đó thì nôm na ở trong cái con Lora các bạn thấy không, thì cái nôm na ở trong cái con Lora lúc nãy chia sẻ là nó có hai chân M011 á, hai cái chân M011 này đó làm gì, khi mà khi mà chúng ta cấu hình cho nó là nó có sự kiện ngắt, nghĩa là có sự kiện nhận dữ liệu nó mới kích hoạt chạy đúng không, có sự kiện thay đổi dữ liệu thì mình mới dùng kích hoạt hai chân này đó nó mới chạy đúng không, các bạn thấy nó chạy thấy không, đúng chưa, đó chạy một lần tại vì nạp code nó đem, các bạn nạp code nó đem sâu lâu quá, bây giờ đây chuyện bên này đúng không, tương tự bên này cũng như vậy thôi đúng không, chúng ta khai báo là gì của mình sai data đúng không, cái tên biến tùy các bạn đặt thôi, không có gì cả đúng không, ok thì bên này chúng ta cũng biết như vậy thôi ha, ok trong này các bạn đừng hình dung, tại vì các bạn biết cái đó nói như vậy thôi chứ mà thật sự nó rất là đau họng các bạn ha, rất đau. Bây giờ mình dùng cái số này nha, cái tên để mình dò là bao nhiêu, 2 3 4 5 6 chẳng hạn đúng không, ok cũng đắp 5 điều số nha, cho nó dễ nạp luôn nha. Các bạn thấy không, cái số này là bao nhiêu, là 2 3 4 5 6 đúng không, hai được không, tại nó sẽ không nhận được, tại vì các bạn biết sao không, tại vì cái điều kiện bên này là gì, số 2 đúng không, số 2 mà cái này chia bằng 1, cái này bằng 1 đâu có được, cái này bằng 2 mới đúng ha các bạn ha, bằng 2 thì các bạn, nếu các bạn có thể dùng mà lớn bằng 1 vẫn được các bạn ha, thì mình chọn lớn bằng 1 nha, bằng 2 mình để bằng 2 trước đi nha các bạn ha, thì mình để lớn bằng 1 đi các bạn, thứ tiếp mình thay đổi dữ liệu nó dễ nha, ok. Các bạn thấy thật sự là nó đau họng lắm các bạn, chứ không phải đơn giản đâu nha các bạn. Cái này 1 2, cái này 5 điều số, cái này bao nhiêu số, 5 điều số, này bao nhiêu số, 5 điều số mà bên này gửi đi con, bên này gửi đâu, bên này gửi chưa, bên này gửi tay qua chưa,
5 chữ số đúng không? Tại sao bên này lại không nhận được các bạn? À, đây chúng ta xem thử nha. Ta đi bớt từ từ thôi, có gì mà lo lắng đúng không? Bên này nhận ok đúng không? Bên này không nhận được. Đó, chúng ta phải xem từ lý do tại sao bên này không nhận được các bạn. Lớn bằng 1. Bây giờ ta sửa lại bằng 2 thôi nha. Coi thấy sao? Thì 2 3 4 5 nó chia lại được bao nhiêu, chia cho 1.000 tất nhiên nó bằng 2 rồi. Chỉ lấy phần dư các bạn, lấy phần nguyên. Đó, phần nguyên phần bên đầu tiên á. Rồi chúng ta sẽ chia lấy cái kích đồng đầu tiên. À, đúng không? Đó là thì chúng ta cứ nạp code vào và chúng ta nhìn thấy cái sự thay đổi thì chúng ta mới làm gì? Chúng ta mới rút được những cái bài học cho bản thân mình các bạn ha. Đó. Các bạn thấy không, nó vẫn không nhận được đó, có nghĩa để chúng bây giờ mình sẽ in cái in cái chữ S thử nè, cái chữ S là cái gì mình đã không nhận được ha. In cái chữ S thôi, in cái chữ S thử nó đây là cái gì các bạn ha. Đó, in cái chữ S thử đây nha các bạn ha. Data nó không nhận đúng không, bây giờ mình in cái chữ S thử là nó có nhận được cái chữ S hay không đúng không. Đó, ta phải thử nha. Cái chữ S nó vẫn nhận được các bạn ha. Cái chữ S thì nó vẫn nhận được, nhưng mà nó không in data được là lý do tại vì sao? Tại vì sao? Chứng tỏ ở trong này nó có cái gì đó nó sai sai. Nó có cái gì đó nó sai sai trong này đúng chưa? Bây giờ chúng ta phải tiếp tục xử lý nha. Đó, cái chữ cái nghĩa là cái chữ S thì nó đã nhận được rồi, được coi ha. Nó chuyển biến data đâu, data đâu, chuyển cái data gì đâu. Giống như xin data chuyển một chữ in đúng không? Đó. Mà giờ mình in cái chữ data thứ ha. Thì bây giờ mình đi chủ data thứ nha các bạn ha. Mình chế này mình in data thứ đi. Cái data nó có chuyển đúng cái data như vậy không nha các bạn ha. Để mình nắm bằng chắc, để mình nắm rõ mà sâu sắc bằng chắc chúng ta phải làm từ từ các bạn ha. Đó thì anh chấp nhận anh cho ra cái clip này các bạn chịu khó các bạn xem nha. Đó thì các bạn sẽ nắm được những cái quy luật cần thiết để các bạn xử lý nha các bạn ha. Đó. Có nghĩa là cái data đã nhận được. Cái data là nó đã nhận được các bạn ha. Đúng không? Đó. Quan trọng là cái data S này, để coi ha. Cái data nó ok các bạn, có nghĩa cái biến data nó gắn rồi này ok đúng không, có nhận bình thường mà đúng không các bạn ha. Data có nhận bình thường ok. Bây giờ tiếp tục là gì các bạn ha, bây giờ là gì các bạn, bây giờ data nó khác data S đúng không. À, được coi, bây giờ chúng ta in lại cái biến data S này được các bạn ha. Đó. Chúng ta phải đi bớt như vậy các bạn thì các bạn mới xử lý được chứ không có đưa. Đó, bình tĩnh, không có gì cả. Clip này chắc một tiếng hồ ạ. Như bao lâu rồi, nãy giờ là 44 phút rồi. Mà cái này nó rất là dài các bạn ha. Đó, mới đợi thôi. Bây giờ anh sẽ nạp lại cái này cho các bạn xem nha. Đó, các bạn coi ha. Đó, thử nó ra không nha các bạn ha.
Chị anh sửa cái này anh cho cái này là số bao nhiêu? Số 7 thử nha các bạn ha. Ok, thử nó ra không nha. Các bạn biết tại sao không? Có nghĩa là nó bản thân nó đã nhận dữ liệu rồi, cái có nghĩa là nó đã nhận dữ liệu đó các bạn ha. Có nghĩa mà gì? Có nghĩa là nó như thế này này, đầu tiên vào là gì? Đầu tiên vào là cái thằng data này nó bằng 0, cái đầu tiên là vào đúng không? Cái biến data này, có nghĩa là đầu tiên là gì? Ngay đầu tiên là gì? Cái biến data này nó có nghĩa lúc nãy là gì? Nó đã dính rồi ha các bạn. Nó giống nhau rồi, nó không có hiển thị nữa. Nhưng có nghĩa là nó đã lên rồi nhưng mà nó không hiển thị nữa, tại vì sao? Tại vì nó đã giống data, nó đâu có nhảy vào cái trường hợp này được đúng không? Cho nên mà khi chúng ta đổi cái dữ liệu này, đổi bên này nó mới nhảy bên này đúng chưa? Đó. Thì đó là như vậy các bạn ha. Đó, như vậy là nó đã nhận thành công đúng chưa? Đúng như nào? À, như vậy là nó đã nhận thành công rồi các bạn. Đúng không? Đó. Giả sử như bây giờ làm sao tiếp tục nha các bạn ha. Rồi tiếp tục chúng ta anh sẽ giới thiệu các bạn thêm nha. Giả sử thì hiện tại nãy giờ là chúng ta đang gửi cái gì các bạn? Chúng ta đang gửi cái gì? Chúng ta đang gửi một cái số gì các bạn? Chúng ta đang gửi một cái số nguyên qua lại ha. Bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ gửi một cái gì các bạn ha? Đó. Chúng ta sẽ gửi cái gì các bạn ha? Đó. À, số nguyên đúng không? Tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ gửi cái gì các bạn? Chúng ta sẽ gửi số thật qua nha các bạn ha. Số thật nha. Giả sử bây giờ số ta là bao nhiêu? Chúng ta muốn gửi với cái giả sử giờ chúng ta muốn gửi nhiệt độ đúng không? Float. Float đúng không? Nhiệt độ nó bằng bao nhiêu? 30,5 chẳng hạn đúng không? 30,2 chẳng hạn, 3 chẳng hạn đúng không? Phải độ ẩm bao nhiêu? Độ ẩm bằng nhiêu? Bằng 22,5 chẳng hạn đúng không? Chẳng năm chẳng hạn. Mục tiêu chúng ta là phải cần gửi hai cái số này qua đúng không? Đúng chưa? Mục tiêu của chúng ta là cần phải gửi hai cái số này qua. Trước hết là chúng ta phải gửi được cái số. Đầu tiên là chúng ta phải gửi được cái số 30.5 qua đã các bạn ha. Đúng chưa? Đó. Thì bây giờ thôi anh sẽ kết thúc cái video clip này ha. Để anh chuyển sang cái phần 2 nha.